Ok, Mr. Hello, nghe. Hello. Dạ rồi. Ok, let's start. Sau khi tôi nhận cái vé tại nhà, tôi sẽ chuẩn bị cho chuyến đi của tôi. Thì anh Hiền nói như thế nào? After I receive a ticket at home, I will a chip. Yes, I will prepare for the chip, for the chip. For Yes. my chip. Yes, for my trip. Trước khi tôi đi du lịch, tôi sẽ đặt khách sạn. Tôi sẽ đặt khách sạn trước. Thì anh Hiền nói như thế nào? Trước khi tôi đi du lịch, tôi sẽ đặt khách sạn trước. Before I traveling. Yes, tôi sẽ đặt khách sạn trước. I will Yes. book hotel No. Anh làm cái gì đó trước thì anh sẽ dùng là đặt cái gì đó trước, thì cái từ trước dành cho từ đặt là từ in advance. In advance. advance. Yes, ok rồi, bắt đầu mình sẽ vào. Khi tôi đến khách sạn, tôi thấy rất là nhiều người ở trong khách sạn. Thì anh Hiền nói như thế nào? Khi tôi đến khách sạn, tôi thấy rất là nhiều người ở trong khách sạn. When I go Nhà to đến. the when I come come to Yes, tôi thấy rất nhiều người ở hotel, I see many people trong khách sạn. in the hotel. I see many people in the hotel. Khi tôi thấy nhiều người ở trong khách sạn, tôi cảm thấy sợ hãi. Thì anh Hiền nói như thế nào? When I see many people in the hotel, I feel sợ hãi là sợ sợ tired đúng không ta? Scared Yeah, đúng không? scared. Scared. I feel scared. Yes, ok, tôi cảm thấy sợ hãi tại vì tôi cảm thấy sợ hãi tại vì tôi sợ tôi sẽ bị lây nhiễm dịch bệnh. Thì mình có học cái từ là gọi là bị nhiễm trong tiếng Anh. Sẽ bị nhiễm Better, và will. well, better, we Với cái gì đó là sẽ bị nhiễm với cái gì đó. Như vậy khi tôi thấy nhiều người tại khách sạn, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Thì anh Hiền nói như thế nào? when I feel I see many scared. people, I feel scared. Tôi cảm thấy rất sợ hãi. I feel very scared. Hello. Hello, Hello, em nghe anh rồi ạ. rồi. Tôi cảm thấy rất sợ hãi là I feel very Yes, I feel very scared. Yes, very, I feel very scared. Tôi cảm thấy sợ hãi tại vì tôi sợ tôi sẽ bị nhiễm bệnh. Thì anh Hiền nói như thế nào? Tôi sợ tôi scared. bị nhiễm bệnh. I scare bị I Yes, scare tôi sợ tôi sẽ bị nhiễm bệnh nè. Tôi sợ là I am scared that tôi sẽ bị nhiễm. I am care that Tôi sẽ bị nhiễm bệnh nè. infected. Tôi sợ tôi sẽ bị nhiễm bệnh nè. Tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ rằng tôi sẽ I will be in infected. Tôi sẽ bị nhiễm mà dịch bệnh nè. Nhiễm dịch bệnh là gì ạ? What with
Yes, I will be infected with epidemic. Cái từ này nó đọc là hay lộn cái kia ghê. Epidemic. 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 Yes, tôi sợ bị nhiễm dịch bệnh. Nhưng tôi rất muốn đi du lịch. Thì anh Hiền nói như thế nào? Tôi sợ tôi bị nhiễm bệnh. Dạ, yeah, tôi sợ tôi sẽ bị nhiễm bệnh. Tôi bị nhiễm dịch bệnh. I will be infected. Tôi sẽ bị nhiễm dịch bệnh. Thì anh nói như thế nào? Tôi sợ tôi sẽ bị nhiễm. I am scared. I will be infected with the epidemic. Yes, epidemic. I am scared that I will be infected with the epidemic. Okay. Nhưng tôi rất muốn đi du lịch. Nhưng tôi rất muốn. But I want go to the traveling. Yes, but I want to go traveling. Very good. Yes, but I want to go traveling. Rồi. But I go traveling. Như vậy khi tôi đi du lịch, tôi cảm thấy rất là thoải mái đầu óc. Thì anh nói như thế nào? Khi tôi đi du lịch, tôi cảm thấy rất là thoải mái đầu óc. When I go to traveling, I feel very thoải mái là gì ta? Thoải mái thì anh Hiền sẽ có cái từ comfortable. When I go to the traveling, I feel very comfortable. Yeah, comfortable. Yes, when I go traveling, I will feel comfortable. Okay. Tôi muốn cảm thấy thoải mái, tại vì tôi cảm thấy rất áp lực. Trong công việc thì anh nói như thế nào? Sao em nói lại tiếng Việt nha, anh chưa nghe. Tôi cảm thấy thoải mái, tôi muốn cảm thấy thoải mái. Tại vì tôi rất áp lực trong công việc. I feel comfortable. I feel comfortable. Trong công việc là at work, at work. Yeah, at work trong tiếng Anh. Như vậy ở đây. At work. I feel comfortable. Tôi cảm thấy tại vì tôi rất áp lực trong công việc. Thì anh Hiền ráp cục cái xong như thế nào? Tại vì tôi rất áp lực. Tại vì tôi rất áp lực trong công việc. Because I check là áp lực nha ta. Yeah, stress. Because I am very check at work. Yes, because I am very stressed at work. Very stressed. Stressed. Yes, ở đây thì đọc là chữ S, xong rồi chữ stress, xong rồi chữ S ở phía sau. Stress. Yes, tôi cảm thấy áp lực tại vì tôi phải làm việc. Tôi cảm thấy áp lực tại vì tôi phải giải quyết rất nhiều thứ trong công việc. Như vậy mình nhớ đến cái từ giải quyết mà trước đây mình đã học trong tiếng Anh là động từ. So, so.
Và mình sẽ có cái từ thứ hoặc là vật hoặc là việc trong tiếng Anh. Thứ hoặc là vật hoặc là việc trong tiếng Anh là từ things. Thứ hoặc là vật hoặc là việc là từ things trong tiếng Anh. Như vậy, tôi cảm thấy áp lực tại vì tôi phải giải quyết rất nhiều thứ trong công việc từ anh rap như thế này. I feel stressed. At work. Nên là tôi cảm thấy áp lực tại vì tôi phải giải quyết rất nhiều thứ trong công việc. Tôi cảm thấy tôi cảm thấy rất áp lực. I feel very stressed at work because I must solve very things. Yes, because I must solve rất nhiều thứ trong công việc. Rất nhiều thứ trong công việc là gì ạ? Rất nhiều thứ, many things. Yes, okay. I feel stressed at work because I must show many things at work. Yes, okay. Tôi phải giải quyết rất nhiều thứ trong công việc và giải quyết các vấn đề trong gia đình. Thì anh Hiền nói như thế nào ạ? Tôi phải giải quyết nhiều thứ trong công việc. I must solve many things at work. Yes, và tôi phải giải quyết nhiều vấn đề trong gia đình. Và tôi phải giải quyết hả? And tôi phải giải quyết nhiều vấn đề trong gia đình. And I show many things. Nhiều thứ. My family. Tôi giải quyết nhiều thứ trong công việc là I solve many things at work. And tôi phải giải quyết nhiều vấn đề trong gia đình. Tôi phải giải quyết nhiều vấn đề trong gia đình, nhiều vấn đề. Vấn đề là problem. Và tôi phải giải quyết nhiều vấn đề trong gia đình là gì? Many problem. Yes. In my family. Khi tôi gặp vấn đề, tôi muốn giải quyết vấn đề của tôi ngay lập tức. Như vậy nếu mà mình dùng từ gặp cho cái chữ vấn đề thì mình hãy nhớ luôn là từ encounter problems. Và giải quyết vấn đề thì trước giờ mình học từ giải quyết trong tiếng Anh là từ solve. Như vậy khi tôi gặp vấn đề, tôi muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức. Ngay lập tức thì mình đã học từ là immediately. Như vậy khi tôi gặp vấn đề, tôi phải giải quyết vấn đề ngay lập tức thì anh rap như thế nào? Khi tôi gặp vấn đề, when I encounter problem, encounter problems, I must solve a problem immediately. Yes, okay. Khi tôi gặp vấn đề là when I encounter problem. Immediately, I must solve problems immediately. Nếu tôi không giải quyết vấn đề ngay lập tức, tôi không thể
tôi không thể có kế hoạch đi du lịch. Thì anh nói như thế nào nếu tôi không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức? If I can't solve problem. Immediately, tôi sẽ không đi, tôi sẽ không đi du lịch được hả? Dạ, tôi sẽ không có kế hoạch đi du lịch được ạ. I will kế hoạch là New Zealand hả ta? Kế hoạch là gì quên tiêu à? Alo. Hello. Encounter open.